chưa 1530, người duy nhất được lợi, người duy nhất được lợi chí ít, bây giờ mà nói bọn họ cùng đi vây công Tô Tính thì trong lòng bọn họ đều có chút không chắc. Không biết có thắng được Tô Tính hay là không. Đây cũng là chỗ mà đám người bách lý trường không không dám chắc trong lòng. Nếu đối phương có thực lực yếu hơn, bọn họ sẽ an tâm hợp tác cùng. Hơn nữa cũng không sợ hãi gì. Nhưng lần này lại đối mặt với người mạnh hơn bọn họ tất cả mọi người ở đây ai nấy đều có chút bất an trong lòng. Bách Lý Trường không cẩn thận, chắp tay một cái nói với Tô Tín, đa tạ Tô Đại Nhân lần này xuất thủ giết hạng người Long Lan giả sói như mộ dung Long Thư. Có điều, ta lại thấy khó hiểu, mộ dung Long Thư này rốt cuộc là bị làm sao? Sau khi hắn luyện hóa nội đang kia xong sao lại không có động tĩnh gì? Cảm giác còn yếu hơn trước kia nhiều. Tô Tín cười cười, nói, dù có ở thời thượng cổ, chân lông nội đang cũng chưa từng xuất hiện. Ai biết trong này có gì cấm kỵ hay không? Mộ dung lông thư luyện hóa chân lông nội đang theo cách thức thông thường. Ta nghĩ trong này ắt có biến cố. Nếu không sẽ không xảy ra chuyện này rồi. Tôn bất hại đứng một bên, đau lòng đỡ trán, chen miệng nói, phí của trời. Nuốt thẳng một viên chân lông nội đang như vậy, quả thực là lãng phí. Thứ chí bảo này kiểu gì cũng phải nghiên cứu cặn kẽ một hồi. Khai phá ra phương thức luyện hóa hợp lý nhất mới có thể phát huy tác dụng đến mức lớn nhất được. Làm như mộ dung long thư thì căn bản là lãng phí, hơn nữa cuối cùng còn tự hại chết mình. Tôn Bất hại không biết chân tướng của chân long nội đan. Lời này của hắn thuần túy là biểu lộ cảm xúc mà thôi. Bách Lý Trường không đứng một bên cũng hơi gật đầu. Bởi nghe rất hợp lý. Dĩ nhiên nếu đổi thành bọn họ thì e là bọn họ cũng chẳng kịp đợi mà nuốt luôn vào rồi dẫu sao chí bảo cấp bậc này nếu còn không nuốt vào thì chẳng lẽ đợi người khác tới cướp hay sao tôi tính ho khang một tiếng nói được rồi chuyện còn lại ta không quan tâm nữa có điều bách lý huynh mộ dung long thư đã chết mộ dung thì cũng đã bị diệt cam kết mà các ngươi đồng ý với ta có phải là nên thực hiện rồi hay không bách lý trường không cười khang hai tiếng nói tô đại nhân yên tâm bọn ta dĩ nhiên sẽ tuân thủ cam kết có điều trước mắt cũng có nhiều việc nên bọn ta còn phải bách lý huynh ta không muốn nghe những cái cớ kia bách lý trường không còn chưa nói xong đã bị tô tính cắt ngang tô tính bước lên trước trầm giọng nói tô tính ta nói lời giữ lời ta cũng thích giao thiệp với người nói lời giữ lời trước mắt ta đã làm đúng cam kết ta cũng không hy vọng bách lý huynh các ngươi dây dưa kéo dài nữa nếu không chuyện này làm căng ra thì không tốt cho ai khí thế trên người tô tính trùng tiêu thái độ lại vô cùng cường thế sắc mặt đám người bách lý trường không biến đổi trước đó bách lý trường không cam kết sẽ thuần phục tô tính trên danh nghĩa gia nhập dưới quyền tiết độ phủ tây bắc đạo của hắn Địa bàn của những bộ tộc nương nhờ vào mộ dung thị và cả địa bàn của mộ dung thị tất cả đều thuộc về tô tính. Trước đó, bọn họ đang ở dưới áp lực của mộ dung thị cho nên đồng ý cũng rất quyết đoán. Bây giờ vừa nghĩ đến, bọn họ lại có chút đau lòng. Thần phục tô tính trên danh nghĩa thì cũng không có gì. Dẫu sao người của Tây Bắc Đạo đều biết đây là kế tạm thời. Dù sao cũng chỉ là danh nghĩa mà thôi, coi như là cho tô tính dùng tranh công trong triều đình nhưng vấn đề là khu vực của mộ dung thị và những bộ tộc nương nhờ vào mộ dung thị cộng lại đã chiếm một phần ba diện tích tây bắc đạo toàn bộ chỗ này đều cho tô tín bọn họ đau lòng không dứt điểm này tô tín cũng đã nhìn ra cho nên thái độ của hắn vô cùng hung hăng ba người thái tam nguyên cũng bước lên trước hơn nữa ám vệ và quân tây Bắc thủ hạ tô tín cũng đứng ra bao vây cả đám vào giữa khi nãy bọn họ không động thủ so với các bộ tộc tây bắc đã sắp kiệt sức khí thế hiển nhiên đã cao hơn một bậc đám người bách lý trường không sắc mặt khó coi bây giờ bọn họ đã tổn thất nghiêm trọng sao còn đánh được với tô tín nữa cho nên đám người bách lý trường không cũng chỉ đành lúng túng cười nói tô đại nhân không cần nóng nảy chờ sau khi chúng ta trở về sẽ lập tức tuyên bố những bộ tộc tây bắc chúng ta sau này sẽ gia nhập vào dưới quyền tô đại nhân địa bàn của mộ dung thì chúng ta cũng sẽ không động vào tô đại nhân tự phái người đi tiếp nhận là được nghe bách lý trường không cam kết lúc này tô tín mới cười nói bách lý huynh quả nhiên giữ chữ tín lần này hợp tác vui vẻ dứt lời tô tín dẫn người rời đi ngay chỉ để lại đám người bách lý trường không sắc mặt âm trầm hợp tác vui vẻ chỉ e là bọn họ cũng không muốn giao thiệp với tô tín nữa Đám người Bách Lý Trường không cũng không phải là ngu si. Chuyện lần này đã khiến các bộ tộc Tây Bắc bọn họ bị tổn thương nghiêm trọng. Người duy nhất được lợi chính là Tô Tín. Chỉ có điều, chuyện đã như vậy muốn cứu vãn cũng không có cách nào. Huống chi coi như là Tô Tín không được lợi, thì đám người bọn họ có khi còn thảm hại hơn. Chương 1531 người duy nhất được lợi hai người duy nhất được lợi hai mặc dù cuối cùng mộ dung long thư bởi vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà không tấn thăng lên chân vũ nhưng nếu quả thật đánh mà không có tô tính cản mộ dung long thư lại thì đoán chừng hôm nay bọn họ sẽ phải bỏ mạng tại đây được rồi tất cả về đi chuyện này coi như chúng ta thiệt có điều uy hiếp từ mộ dung thì đã không còn bách lý trường không vung tay lên giải tán mọi người không còn uy hiếp gì cái liên minh kém chất lượng này của bọn họ cũng nên giải tán có điều mặc dù chuyện này kết thúc nhưng dư âm của nó lại chấn động toàn bộ giang hồ dẫu sao trận chiến này cũng là một trong những trận chiến lớn nhất trên giang hồ trong những năm gần đây mặc dù không phải là trận có nhiều cường giả nhất nhưng là trận có nhiều người chết nhất đặc biệt ngay lúc tất cả mọi người đều cho là mộ dung long thư chắc chắn sẽ tấn thăng chân vũ thì hắn lại bị tô tính thẳng tay đánh chết điều này khiến không ít người kinh ngạc đến mức con người rất đầy đất hành động của mộ dung long thư cũng khiến cho vài người tỉnh ra có lúc bảo vật tuy tốt nhưng cũng không thể nuốt linh tinh vẫn cứ đáng tin cậy một chút thì tốt hơn dĩ nhiên khiến người khác khiếp sợ trong việc này chính là tô tín lần này long nguyên tranh không người nào của tây bắc bộ tộc là người thắng người thắng duy nhất chính là tô tín người vốn không liên quan đến phút cuối bỗng nhiên nhảy ra các bộ tộc lớn thần phục trên danh nghĩa thì không nói cái này cũng chỉ có triều đình quan tâm có thể giúp triều đình nở mày nở mặt những thế lực khác trên giang hồ không tin đám dị tộc tây bắc kia dễ dàng thần phục đến vậy cái tô tính có lợi nhất chính là việc tô tính nhận được địa bàn của mộ dung thị và những bộ tộc nương nhờ mộ dung thị tây bắc đạo cũng coi như là nơi lạnh lẽo nhưng tây bắc không giống tây cương khắp nơi đều là một cảnh hoang vu toàn bộ tây bắc đạo cũng có không ít chỗ tốt nhưng đều bị các bộ tộc lớn nắm trong tay trước mắt mấy chỗ như vậy bị tô tín đoạt được một phần ba những chỗ này sau khi tô tín phái người tiếp nhận thì sẽ ngay lập tức xây thành đóng quân phát triển thành địa bàn của mình dĩ nhiên những thứ này cũng không quan trọng chuyện quan trọng là sau việc này quy vọng của tô tín ở tây bắc đạo dâng cao tam đại tán tu dương thần cảnh thái tam nguyên đều gia nhập vào dưới quyền của hắn những võ giả tán tu khác còn gì để do dự nữa thế nên có rất nhiều võ giả tán tu đến nương nhờ vào tô tín đồng thời hắn cũng dùng danh nghĩa tiết độ sứ chiêu mộ binh lính tự đi đào tạo những việc này tô tín không có kinh nghiệm nhưng tổng bộ đầu gian nam đạo cao trường thanh thì lại có lúc này cao trường thanh có thực lực hóa thần cảnh hắn ở dưới quyền tô tín không coi là nổi bật dẫu sao thực lực của hắn cũng bình thường không có sức chiến đấu vượt cấp cường hãn như Lý Phôi. Song, Cao Trường Thanh có một ưu điểm, đó chính là hắn xuất thân từ võ giả quân sự. Sư phụ của hắn chính là Trấn Nam tướng quân ngày xưa của Đại Tấn, Tưởng Phi Tung. Thế nên, so về võ đạo thì chỗ mà Cao Trường Thanh am hiểu thực sự vẫn là thủ đoạn lúc hắn chỉ huy đại quân. Khi Tô Tính chuẩn bị hành động, hắn cũng nhờ thủ đoạn mà điều Cao Trường Thanh đến Tây Bắc Đạo vị trí tổng bộ đầu giang nam đạo lại giao cho lưu hạo đảm nhiệm dẫu sao bây giờ giang nam đạo cũng rất yên ổn chỉ cần không tìm chết thì tùy tiện phái một tên võ giả hóa thần cảnh ra mặt là trấn áp được sau khi tô tín bước đầu chiêu mộ được nhiều người cao trường thanh cuối cùng cũng đến được tây bắc đạo tham kiến đại nhân cao trường thanh thi lễ với tô tín trong mắt hắn mơ hồ lộ ra vẻ kích động trên thực tế cao trường thanh lúc này quả thực rất kích động hắn cũng không ngờ mình có được ngày hôm nay thật ra thì cao trường thanh cũng rất biết người biết ta thiên phú của hắn chỉ có thể coi là không tệ chứ còn lâu mới được trội như lý phôi thế nên hắn cho rằng mình ngồi được vào vị trí tổng bộ đầu cũng đã là cực hạn rồi chênh lệch đẳng cấp của hắn so với tô tính càng lúc càng xa thậm chí đến mức hắn chẳng giúp được việc gì cho tô tính cái vị trí tổng bộ đầu quả thực rất cao ngay cả mấy đường chủ đao đường của Thái Hành Sơn Trại cũng đỏ mắt ngóng nhìn. Mà trước đây, Tùy Tùng đi theo tô tính có lưu hạo, lục tục, mấy người này coi như đã thỏa mãn. Dù sao bọn họ cũng xuất thân thường dân. Có thể ngồi được vào vị trí này cũng rất không dễ dàng. Nhưng Cao Trường Thanh thì khác. Truyền thừa về mặt quân sự của hắn căn bản không có chỗ dùng ở vị trí tổng bộ đầu. Có thể nói, một thân sở học bị phế hơn một nửa, hắn rất không cam lòng. Mặc dù Cao Trường Thanh biết, nếu như hắn mở miệng nói tô tính điều hắn sang quân đội, tô tính niệm tình khổ lao những năm này của hắn thì cũng sẽ đồng ý. Tuy vậy, tính cách Cao Trường Thanh cũng coi như tương đối trung nghĩa. Ban đầu là tô tính cứu hắn. Nếu bây giờ hắn lại muốn vì tiền đồ của mình mà thoát ly khỏi tô tính thì Cao Trường Thanh không làm được. Cho nên, ngay lúc tô tính đảm nhiệm chiếu tiết độ sứ, Cao Trường Thanh cũng đã nhận mệnh giờ lại muốn cao trường thành đến trong coi tay bắt quân, điều này khiến hắn vô cùng hưng phấn. Chương 1532, người duy nhất được lợi, ba, người duy nhất được lợi, ba, tô tính gật gật đầu, nói, đến là tốt. Trước mắt, những võ giả tán tu đến đầu quân cho chúng ta, ta đã sàng lọc một lần. Tin anh trong đó đều đưa vào ám vệ, mở rộng ám vệ lên đến 5.000 người. Người còn lại thì toàn bộ để gia nhập Tây Bắc quân làm thủ hạ của ngươi. Có khoảng hơn 30.000 người. Toàn bộ đều là võ giả hậu thiên sơ kỳ trở lên. Cao Trường Thanh gật đầu một cái. Chuyện ám vệ chọn lấy tinh anh đi cũng là chuyện rất bình thường. Dẫu sao, quân đội cũng không phải dựa vào tinh anh thủ thắng mà là dựa vào võ giả nhiều cấp và binh lính. Thế nên, Cao Trường Thanh nói thẳng, đại nhân, từng này người vẫn chưa đủ. Võ giả cảnh giới hậu thiên gia nhập vào quân sự đã có thể đảm nhiệm quan quân. Chúng ta còn cần lôi kéo thêm nhiều binh lính bình thường. 30 tên võ giả hậu thiên ít nhất phải có hơn 200.000 binh lính mới được. Tô tính gật đầu một cái. Tây Bắc đạo này lớn như vậy, người cũng không coi là ít. Chuyện này rất dễ. Vì vậy, Tô tính đáp thẳng, sau này ngươi chính là phó tổng quản Tây Bắc quân tất cả những chuyện này đều để cho ngươi quản lý cần hay muốn cái gì cứ đến nói với hoàng bỉnh thành là được cao trường thanh gật đầu một cái lui ra trước mắt dưới trướng tô tính là bách phế chờ hưng hầu như chuyện gì cũng cần có người đến xử lý nên tất cả đều có vẻ rất bận rộn ngay lúc tô tính bên này bận rộn địa bản mới cũng xuất thế lần này cái tên xuất sắc chói mắt nhất trên bản chính là tô tính họ tên tô tính tước hiệu huyết kiếm thần chỉ môn phái, tiết độ sứ Tây Bắc Đạo, huyết thần hầu, tứ đại thần bộ lục phiến môn, đại tổng quản ám vệ võ công, kiếm pháp, huyết hà thần kiếm, tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, nhị thập tam kiếm, đoạt mệnh thập ngũ kiếm. Công pháp, tử hà thần công, sơn tự kinh, tam phân quy nguyên khí, long tượng bạn nhược công, kim cương bất hoại thần công, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Chỉ pháp, huyết hà thần chỉ, 24 tiết kinh thần chỉ, ba chỉ đạn thiên, phá sát, kinh mộng, thiên địch, tam phân thần chỉ cái khác, thương tâm tiểu tên, bất tử ấn pháp, phong thần thoái, thiên sương quyền, phiên thiên tam thập lục lộ kỳ. Binh khí, phi huyết kiếm, do trưởng lão ba thuộc kiếm các, đại sư đúc kiếm công thâu ngu tự tay luyện chế, là cực phẩm thiên binh, thực lực, dương thần cảnh chiến tích, với cuộc chiến quan thiên yến. Ở trong chính diện cứng rắn đối đầu với trang chủ danh kiếm Sơn Trang, kiếm động bát hoang Hà Vô Sơn, quyền, kiếm, chỉ ba chiêu đối đầu với ba kiếm của Hà Vô Sơn. Với nơi phong ấn yêu vương bị mộ dung tông chính, thác bạc dư, chung ly vị, ba vị võ giả dương thần cảnh truy sát. Sau khi chạy trốn lấy thực lực dung thần cảnh chính diện chém giết chung ly vị. Sau khi lên cấp dương thần vì báo thù này, một quyền đánh giết thác bạc dư, chém giết trưởng lão chung ly thị, xích ma thần, chung ly viêm. Với đại chiến Tây Bắc Đạo, lực chiến cường giả đứng thứ hai Tây Bắc Đạo mộ dung Long Thư thư dịp chân long nội đang xuất hiện chuyện ngoài ý muốn chém chết mộ dung long thư. Xếp hạng, người thứ 24 địa bản. 30 vị trí đầu địa bản trừ lục thần đao khổng tuyên ra thì đều là dương thần. Việc tô tính vừa lên bảng đã đứng hàng thứ 24 ai cũng không có nghi ngờ gì. Dẫu sao, chiến tích của tô tính bày ở đó. Võ giả dương thần cảnh đã là đỉnh phong trong giang hồ. Kết quả, tô tính lại giết một lúc mấy người như giết gà. Có lẽ sẽ có người nói Dương Thần Tây Bắc đạo yếu đuối, không coi là gì, đây là đang phóng đại thực lực của Tô Tín. Nhưng thực lực của Mộ Dung Long thư được toàn Tây Bắc đạo công nhận là cường giả đứng ở vị trí thứ hai. Hắn cũng từng lăn lộn ở võ lâm trung nguyên. Tô Tín có thể đánh chết hắn cũng là điểm mấu chốt việc Tô Tín đứng ở vị trí thứ 24 trên địa bản. Không ai nói được gì đất Trung Nguyên cũng bị chấn động với tin tức Tô Tính tấn thăng lên vị trí thứ 24 trên địa bản. Nhưng ở Tây Bắc Đạo xa xôi, Tô Tính không cảm giác được những thứ này. Hắn còn đang suy nghĩ một vấn đề, đó chính là sao nhiệm vụ chính của mình còn chưa hoàn thành. Theo lý mà nói, thế lực của Tô Tính bây giờ đã vượt xa các bộ tộc lớn ở Tây Bắc. Cũng có thể nói là đứng sau Đại Tuyết Sơn. Nhưng vì sao hệ thống còn chưa tính là hoàn thành? Nghĩ tới nghĩ lui tôi tính đoán ra được hai nguyên nhân. Một là vì các bộ tộc lớn như Bách Lý Trường không còn có một phần lá bài tẩy chưa hề dùng tới. Thế nên, bề ngoài mặc dù không như tô tính nhưng quả thực có thực lực và địa vị ngang với tô tính. Thế nên hệ thống mới phán định tô tính chưa xong nhiệm vụ. Nguyên nhân thứ hai chính là vì Đại Tuyết Sơn. Đại Tuyết Sơn được coi là thế lực mạnh nhất toàn bộ Tây Bắc nếu như hắn không có được sự thừa nhận của đại tuyết sơn thì cũng không được chính thức thừa nhận là bá chủ tây bắc giống như mộ dung thì trước đây vậy mặc dù ai cũng nói thực lực của mộ dung thì chỉ đứng sau đại tuyết sơn nhưng chuyện này không lộ hẳn ra ngoài nên mộ dung thì cũng không dám nói lung tung nếu quả thật là vì nguyên nhân thứ hai thì tô tính ắt phải đến đại tuyết sơn một chuyến có điều nói thật trong lòng tô tính vẫn không muốn trở mặt hoàn toàn với đại tuyết sơn Chương 1533, làm chuyện mờ ám làm chuyện mờ ám với thực lực của Tô tính bây giờ, hắn không có tư cách đi hô hào với chân vũ cảnh. Đạm đài Diệt Minh giống như một ngọn núi lớn, trấn ở toàn bộ Tây Bắc Đạo. Trừ khi Tô tính tấn thăng thành chân vũ, nếu không thì không ai có thể khiêu chiến với địa vị của đạm đài Diệt Minh ở Tây Bắc Đạo. Đang lúc Tô tính suy nghĩ chuyện này, Hoàng Bỉnh Thành bỗng nhiên đẩy cửa vào, mang vẻ tức giận nói, đại nhân, đám bộ tộc Bách Lý thì dở trò không lõi với chúng ta. Địa bàn vốn thuộc về mộ dung thì bị bọn họ chiếm cứ không ít. Hơn nữa còn đều là mấy chỗ sản xuất nhiều tài nguyên khang hiếm. Ngón tay tô tính gõ bàn một cái. Điểm này hắn đã đoán được từ trước. Các bộ tộc Bách Lý thì lần này chịu tổn thất lớn như vậy, bọn họ sao có thể cứ vậy bỏ qua, cam tâm giao hết tất cả địa bàn cho tô tính được nhất định bọn họ sẽ lén làm ít chuyện mờ ám trong sáng ngoại tối rồi bọn họ dám tranh công khai với chúng ta hoàng bỉnh thành lắc lắc đầu nói bọn họ không tranh chấp công khai với chúng ta thực lực của mộ dung thì gần như là bộ tộc mạnh nhất toàn bộ tây bắc cho nên trong tộc bọn họ có một vài nơi sản xuất tài nguyên tu luyện không ở gần xung quanh bộ tộc mà đặt ở phương xa những chỗ này bởi vì là địa bàn của mộ dung thị nên lúc mộ dung thị ở thời kỳ đỉnh phong cũng không phái nhiều người đến trong chừng. Thậm chí ngay cả một tên tộc nhân mộ dung thị cũng không có, chỉ có mấy tên người làm. Dù sao cũng không có ai dám dòm ngó đến mộ dung thị. Lúc mới bắt đầu chúng ta cũng xem nhẹ mấy chỗ này, là mấy người thái đại nhân nhắc nhở nên chúng ta mới biết. Chỉ có điều, khi chúng ta phái người qua đó thì Bách Lý Thị đã chiếm hết những chỗ đó rồi hơn nữa lại còn nói chỗ này vốn không phải là của mộ dung thị tô tính nhàn nhạt nói ngươi đồng thủ với bọn họ hoàng bỉnh thành lắc lắc đầu nói không có thái đại nhân đi cùng chúng ta hắn nói chúng ta quay về thành bẩm báo đại nhân trước tô tính gật đầu một cái lão hồ ly thái tam nguyên này lúc nào cũng cẩn thận loại chuyện này hắn sẽ không tham dự vào hơn nữa thái tam nguyên bây giờ cũng không đoán được ý tô tín không biết tô tín rốt cuộc có muốn hạ thủ với những bộ tộc tây bắc kia hay không cho nên hắn mới đề nghị hoàng bỉnh thành về hỏi ý kiến tô tín tô tín trầm giọng nói có vài người nếu muốn bày trò không lõi thì chúng ta cũng không ngại chơi với họ những chỗ này tạm thời đừng đụng vào đến thời điểm ta sẽ bắt bọn họ trả lại hoàng bỉnh thành đứng một bên nếu như tô tín đã có tính toán thì không thành vấn đề không phải hoàng bỉnh thành xem thường bọn họ nhưng mấy bộ tộc bách lý thì muốn dở thủ đoạn với tô tín thì hãy còn non lắm lão hoàng cho mấy người xây thành tạm thời chậm một chút xây thành mới xung quanh mấy bộ tộc bách lý thì kia nhớ kỹ mỗi một bộ tộc đều phải bị ba thành bọc lại hoàng bỉnh thành nghe xong đầu tiên là hơi sửng sốt sau đó liền biết tô tín có ý gì chiêu này mặc dù không quá quan minh chính đại nhưng với bách lý thị đáng ghét thì thế này là đủ chỗ của các bộ tộc bách lý thị đều là những nơi đất đai tốt thích hợp tu luyện trước kia bởi vì triều định không thực quản tây bắc đạo cho nên mới không xây thành trong nội bộ tây bắc đạo toàn bộ tây bắc đạo cũng chỉ có mấy tòa thành gồm cả phi long thành mà thôi bây giờ tô tính diệt mộ dung thị hắn ở tây bắc đạo cũng có đủ quyền lên tiếng thì dĩ nhiên việc xây thành ở tây bắc đạo không phải là vấn đề có điều nếu hắn xây thành trì ở bên cạnh những bộ tộc bách lý thì kia hơn nữa còn muốn bao vây họ lại cái này thì đúng là khiến người ta chán ghét dù sao thì cũng không ai muốn vừa mở mắt ra đã thấy bốn phương tám hướng toàn thành lớn bao phủ huống chi trong những tòa thành này tương lai không chỉ có người bình thường mà chắc chắn còn có thủ hạ của tô tín đóng quân nữa đến lúc đó toàn bộ bộ tộc của bọn họ đều bị đặt dưới sự theo dõi của tô tín chuyện này với các bộ tộc bách lý thị muốn giữ vững độc lập mà nói thì đúng là không thể chấp nhận được nhưng bây giờ bọn họ trên danh nghĩa là người dưới quyền tiết độ phủ ở tây bắc đạo của tô tín xây thành chẳng lẽ còn phải hỏi ý kiến bọn họ với lại thành cũng không xây trên đất của bọn họ hoàng bỉnh thành đều đã đoán được trước chiêu này của tô tín sẽ khiến cho những bộ tộc tây bắc kia vô cùng chán ghét lúc này trong bách lý thị Bách Lý Trường không đang uống trà với võ giả dương thần cảnh của Hô Diên Thị và Hạ Lan Thị. Lần âm thầm xâm chiếm địa bàn của Mộ Dung Thị, làm trò mờ ám ngay dưới mắt Tô Tính là do ba nhà bọn họ dẫn đầu. Bách Lý Trường không tỏ ra rất bình tĩnh. Võ giả dương thần cảnh của Hô Diên Thị lại cau mày nói, Bách Lý Huynh, chúng ta làm như vậy có thể nói là cố ý đối nghịch cùng với Tô Tính. Lúc này khí thế của hắn đang thịnh. Chúng ta chọc vào hắn có chút hơi ngu ngốc. Bách Lý Trường không nhàn nhạt nói, chính là bởi vì bây giờ khí thế của Tô Tín đang thịnh ta mới cho phép động thủ. Lần này, Tô Tính hắn đã lấy được đủ nhiều rồi. Làm người cũng không thể tham lam quá. Chương 1534, làm chuyện mờ ám, hai, làm chuyện mờ ám, hai, bây giờ bên phía Tô Tín còn chẳng lo xuể chuyện của hắn, chúng ta chẳng qua chỉ làm ít chuyện mờ ám tô tính sẽ chẳng trở mặt với chúng ta đâu đừng thấy thế lực thủ hạ của hắn bây giờ đang rầm rộ mà lầm nếu đánh với chúng ta một trận thì đúng là kết cục cá chết lưới rách chỉ cần tô tính còn muốn yên ổn quản lý địa bàn của hắn thì hắn sẽ không làm như vậy đâu huống chi nói câu khó nghe mấy chỗ của mộ dung thì kia là tô tính hắn không phát hiện ra thời gian lâu như vậy không ai tiếp quản Người ở địa bàn đó của mộ dung thị sớm đã chạy sạch. Chúng ta tiếp nhận thì có gì sai? Võ giả Hô Diên Thị và Hạ Lan Thị liếc mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ cũng từng giao thủ với Tô Tín, hơn nữa cũng từng thấy uy thế Tô Tín đánh chết mộ dung Long Thư. Cho nên, theo bản năng họ vẫn có chút sợ hãi Tô Tín. Bách Lý Trường không nhìn điệu bộ hai người họ, trong lòng có chút khinh thường. Lần này đánh một trận với mộ dung Thị, hai người bọn họ có thể sống sót đơn thuần là do may mắn mấy bộ tộc lớn bị diệt hai bộ tộc vừa đánh đã trốn về sau này ngược lại không tổn thất bao nhiêu thật ra lần làm chuyện mờ ám này chẳng qua chỉ là bách lý trường không mà thôi dẫu sao thì lần này bách lý thì bọn họ cũng tổn thất nhiều nhất hắn nhất định phải tìm chỗ bổ sung sức mạnh những địa vực ở bên ngoài của mộ dung thị đều là nơi sản xuất nhiều các loại tài nguyên tu luyện trân quý chỉ cần bách lý trường không có thể đoạt được một chỗ thì cũng coi như bọn họ không bị thua thiệt gì mà những bộ tộc khác xuất thủ cũng là do bách lý trường không xúi dục dĩ nhiên nguyên nhân không phải là vì có chỗ tốt mọi người cùng chia sẻ cho nhau như lời bách lý trường không nói với họ mà bởi vì bách lý trường không quả thực rất kiên kỵ tô tín trong số các võ giả dương thần cảnh ở các bộ tộc tây bắc thực lực của bách lý trường không có lẽ không phải mạnh nhất nhưng lại là người láu cá nhất Thực lực và cách làm việc của Tô Tín khiến cho Bách Lý Trường không có phần không nắm chắc. Chẳng may tự mình ra tay, Tô Tín có thể thực sự dẫn đại quân đến diệt tộc Bách Lý thì bọn họ. Cho nên, Bách Lý Trường không liền âm thầm xúi dục những bộ tộc khác đồng loạt ra tay. Đến lúc đó, Pháp không trách chúng. Trừ khi Tô Tín muốn triệt để đoạn tuyệt với các bộ tộc Tây Bắc, đánh nhau một sống hai chết, bằng không, chuyện này đến phân nửa là không giải quyết được gì. Hơn nữa, sau khi bọn họ động thủ. Đã mấy ngày rồi bên phía Tô Tín cũng không có động tĩnh gì. Theo bản năng, bọn họ cho rằng Tô Tín tính cho qua chuyện này, làm như không thấy. Điều này cũng khiến đám người Bách Lý Trường không thở phào nhẹ nhõm. Có điều, ngay lúc này, đám người Bách Lý Trường không nhận được tin tức. Bên phía Tô Tín muốn xây thành xung quanh các bộ tộc bọn họ, trắng trận bao vây các bộ tộc này lại. Thậm chí, Người đo lường diện tích xây thành cũng đã phái đến. Cái này khiến Bách Lý Trường không nhất thời tức giận đến ném vỡ cái ly. Hắn quả thực không ngờ cái chiêu này mà tô tính cũng nghĩ ra được. Xây thành xung quanh các bộ tộc bọn họ quả thực không làm gì được bọn họ, nhưng có thể khiến bọn họ quá mức chán ghét. Dẫu sao, chẳng có người nào muốn nhất cử nhất động của mình bị người khác giám sát cả. Cứ như vậy thì có khác gì ngồi tù đâu? Dĩ nhiên đám người bách lý trường không cũng có thể chọn cách di dời khỏi nơi ở hiện tại nhưng tây bắc đạo lớn như vậy chỗ thích hợp cho bộ tộc ở lại thì có được mấy chỗ gần như đều bị tô tín chiếm cứ hết bọn họ còn có thể dọn được đi đâu đi đi tìm tô tín đòi một câu trả lời hợp lý bên phía bách lý trường không cũng ngay lập tức liên hiệp với mấy gia chủ các bộ tộc khác trực tiếp chạy đến phi long thành đến khi đám người bách lý trường không khí thế hung hăng chạy đến phi long thành sắc mặt của bọn họ đều có chút biến hóa phi long thành trước đó thế nào bọn họ dĩ nhiên biết nhưng sau khi tô tính đến trông coi phi long thành bây giờ đã có không khí của trung nguyên rồi bốn cửa thành đều có trọng binh canh gác bất kể là giữ cửa hay là thủ vệ trên tường thành tất cả đều là võ giả cảnh giới hậu thiên thêm vào đó còn có mấy bộ đồ lông nổ dựng đứng trên tường thành để chuẩn bị cho võ giả tiên thiên cảnh giới toàn bộ phi long thành canh phòng cẩn mật cường giả rất đông bên trong thành khí huyết ngút trời hiển nhiên là ở đó có rất nhiều cường giả chiếm cứ cho đến giờ phút này bọn họ mới phát hiện những bộ tộc bọn họ đây chênh lệch lớn thế nào với tiết độ phủ của tô tính Coi như có bớt đi Tô Tín thì bọn họ cũng không chắc dám đánh một trận với lực lượng quân triều đình ở Tây Bắc. Giai đoạn hiện thời, thủ hạ của Tô Tín được tạo thành từ phần lớn các tán tu Tây Bắc đạo. Phải biết, diện tích Tây Bắc đạo lớn gấp mấy lần những đạo khác. Dù rằng phần lớn tài nguyên tu luyện đều bị các bộ tộc Tây Bắc nắm trong tay, nhưng cũng đủ để nuôi không ít võ giả tán tu. Trước kia, các bộ tộc Tây Bắc này thật ra cũng không coi trọng những tán tu này cho lắm. Chương 1535, thiệp mời thiệp mời dẫu sao, so sánh với các bộ tộc có truyền thừa, có thiên phú thì những tán tu đó vẫn còn quá yếu. Thế nên, tông môn cùng thế gia ở đất Trung Nguyên thường xuyên mời chào nhiều môn khách lẫn khanh khách để bổ sung lực lượng nhưng ở Tây Bắc lại không có truyền thống này. Bọn họ cũng có thể dùng đến một ít võ giả tán tu. Có điều, những võ giả tán tu này với họ mà nói chỉ có thể coi là tôi tớ mà thôi. Đám người bách lý trường không cũng không ngờ, những người mà ngày thường nhìn như là võ giả tán tu bình thường tập trung lại một chỗ lại có thể có uy thế đến như vậy. Sau khi vào thành, đám người Bách Lý Trường không liền đi thẳng đến tiết độ phủ của Tô Tín. Dẫu sao bọn họ cũng là võ giả dương thần cảnh, rất nhanh đã có người dẫn bọn họ đến phòng tiếp khách. Tô Tín ngồi ngay ngắn ở chủ vị, chậm rãi nói, lần này Bách Lý Huynh đến là vì chuyện gì thế? Bách Lý Trường không chấp tay một cái, nói, Tô Đại Nhân chúng ta làm người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám ngươi muốn xây thành ở tây bắc đạo thì cũng được thôi thậm chí bây giờ địa vực mà tô đại nhân ngươi nắm giữ cũng không nhỏ hơn mấy người chúng ta bao nhiêu có điều ngươi xây thành thì xây thành tại sao lại phải xây thành ở ngay bên cạnh các bộ tộc chúng ta như vậy há chẳng phải là dám thì à tô tính nhàn nhạt nói sách lược có chuyên môn chuyện xây thành ở đâu dĩ nhiên là có nhân sĩ chuyên nghiệp đến làm dưới tình huống bình thường ta đều không xen vào huống chi ta là tiết độ sứ tây bắc đạo chư vị cũng đều công khai tuyên cáo gia nhập dưới quyền ta ở tây bắc đạo chẳng lẽ bây giờ xây một tòa thành cũng phải đặc biệt báo cáo với các ngươi đám người bách lý trường không nhất thời bị nói oán ngược lại tức giận đến mức sắc mặt đỏ bừng yên lặng hồi lâu bách lý trường không lạnh lùng nói tô đại nhân ta biết ý của ngươi là gì ngươi bất mãn vì bọn ta chiếm cứ đất vực của mộ dung thị hay sao nhưng ngươi cũng không nên quá tham lam mấy chỗ đó vốn là do mộ dung thị ỷ vào sức mạnh của mình mà cướp được của các bộ tộc nhỏ khác bằng không cũng sẽ không ở xa mộ dung thị đến vậy bây giờ bọn ta thu hồi lại chẳng lẽ không đúng hay sao tô tính lạnh nhạt nói tô tính ta nói chuyện lúc nào cũng giữ lời ta cũng rất ghét người không giữ lời hứa rốt cuộc là ai lòng tham không đấy bách lý huynh ngươi rất rõ ràng vài miếng đất kia ta không cần ta cũng chẳng thiếu chút tài nguyên tu luyện kia có điều thành nên xây thế nào cũng đã sắp xếp xong không thể sửa đổi thái độ của tô tín vô cùng cường thế rõ ràng chính là kiểu các ngươi dám đụng vào đồ của ta thế thì ta sẽ không cho các ngươi được yên mọi người ở đây cũng là rất bất đắc dĩ chẳng lẽ thật sự phải trở mặt với tô tín một trận đại chiến với mộ dung thị đã làm bọn họ tổn thất nghiêm trọng. Bọn họ quả thực không dám xuống tay. So với vài miếng đất mộ dung thị để lại kia thì việc bị mấy tòa thành lớn vây khốn, hơn nữa còn bị dám thì dĩ nhiên khiến bọn họ không sao nhịn được. Cho nên, Bách Lý Trường không cũng chỉ đành cắn răng. Nói, Tô Đại Nhân, bọn ta nguyện ý trả lại mấy mảnh đất kia. Tuy nhiên, việc xây thành thì hy vọng Tô Đại Nhân suy nghĩ thêm một chút nghe nói như vậy tô tính lúc này mới lộ vẻ tươi cười nói được rồi chỉ hy vọng đến lúc đó bách lý huynh đừng thay đổi nữa mới được đám người bách lý trường không bực dọc chắp tay thẳng thừng xoay người rời đi thái độ tô tính mạnh như vậy bọn họ có nói thế nào cũng vô dụng trừ khi là ăn thua tới cùng sau khi rời khỏi phi long thành bách lý trường không thở dài một cái nói tô tính này chúng ta không trị được rồi có điều hắn cũng đừng hồng tùy ý làm bậy ở Tây Bắc Đạo này. Mọi người nhìn về phía Bách Lý Trường không? Từ chuyện này họ cũng đã nhìn ra Tô Tín chính là loại người không chịu thua thiệt. Còn làm căng nữa thì bên chịu thua thiệt chính là bọn họ. Trước mắt, thực lực của bọn họ còn chưa đủ, cũng không dám đi liều mạng với Tô Tín. Cuối cùng, bọn họ cũng chỉ đành nhượng bộ. Bách Lý Trường không lạnh nhạt nói, trước đó mộ dung thị lòng lan dạ sói muốn nuốt toàn bộ Tây Bắc Đạo. Nhưng thực chất, cứ cho là mộ dung Long Thư tấn thăng chân vũ thì Tây Bắc Đạo vẫn còn một thế lực mà hắn nuốt không nổi. Đó chính là Đại Tuyết Sơn. Võ giả dương thần cảnh của Hô Diên thì câu mày nói, ngươi muốn mời võ giả Đại Tuyết Sơn xuất thủ đối phó với Tô Tín. Nhưng lần trước không phải chúng ta cũng đi rồi sao? Đạm đại đại nhân có thái độ thế nào? Ngươi cũng thấy rồi hắn tuyệt đối sẽ không quản mấy chuyện vớ vẩn thế này đâu. Bách Lý Trường không lắc lắc đầu, nói, đạm đài đại nhân sẽ không quản mấy chuyện vớ vẩn này nhưng người đừng quên, trên đại tuyết sơn vẫn có những người khác. Những người này mặc dù trên danh nghĩa đã thoát ly bộ tộc trở thành người của đại tuyết sơn. Nhưng bên trong cơ thể của họ vẫn chảy huyết mạch bô tộc Tây Bắc chúng ta. Mời bọn họ xuất thủ, chỉ cần đừng làm lớn quá mức là được. Ban đầu, lúc cùng đánh một trận với mộ dung thị, các bộ tộc tây bắc bọn họ ngược lại cũng triệu hồi không ít đệ tử đang tu hành ở đại tuyết sơn nhưng trong đó có một số người không muốn phải xuống núi lại tiếp tục tranh chấp sau cùng liền thẳng thừng thoát ly khỏi bộ tộc gia nhập vào đại tuyết sơn người như vậy mới thực sự là đệ tử của đại tuyết sơn cũng hệt như vị trưởng lão nạp lan dung hải trước kia vậy Chương 1536, thiệp mời, hai, thiệp mời, hai, dĩ nhiên, người như thế chỉ chiếm số ít. Phần lớn vẫn là người mang hai thân phận vừa là đệ tử vừa là giáo tập. Những người này lại không có gì hạn chế. Muốn xuống núi thì xuống núi, chỉ cần không lộ công pháp đại tuyết sơn ra là được. Võ giả dương thần cảnh của Hô Diên thì câu mày nói, lần trước đối phó với mộ dung thì bọn họ cũng không xuất thủ lần này ngươi muốn mời họ xuống núi đối phó với tô tính. Ngươi cho rằng có thể hay không? Bách Lý Trường không nói, ta nói muốn bọn họ xuống núi lúc nào. Yên tâm, ta tự có tính toán. Tuyệt đối sẽ cho tô tính một trận bẻ mặt. Để hắn biết, Tây Bắc ta không phải là không người. Lúc Bách Lý Trường không lại làm trò ám mùi, bên phía tô tính lại vững vàng phát triển. Hành động của Cao Trường Thanh rất nhanh chóng, đã phát triển Tây Bắc quân lúc đầu lên thành 200.000 người. Mà bên ám vệ do Tô Tín đích thân phụ trách, tiếp tục chọn tới chọn lui. Hơn nữa, trong lúc huấn luyện không ngừng nhận người, đào thải người. Tổng số ám vệ của Tô Tín bây giờ đã ổn định ở khoảng 10.000 người rồi. Hơn nửa 10.000 người gần đây đều là hậu thiên đại viên mãn trở lên. Họ hoặc là có năng lực, hoặc là có tiềm thức. Đã hơi có quy mô. Tuy nhiên theo cách nghĩ của Tô Tín, 10.000 người gần đây cũng chỉ là miễn cưỡng cho qua mà thôi. Trong lúc thi hành nhiệm vụ nhất định sẽ không sống dài chết, đào thải một nhóm người lớn. Cuối cùng, đoán chừng những người này còn lại được một phần ba cũng đã không tệ. Thế nên, Tô Tín rất để ý ám vệ. Tự mình giảng giải võ đạo cho những võ giả ám vệ này. Thậm chí, ngay cả Thanh Ly cũng ở dưới nghe nói. Theo lời nàng, trước không bàn đến thực lực của Tô Tín, Ít nhất, về mặt giảng giải võ đạo, hắn còn tốt hơn so với phần lớn võ giả nhiều. Trên giang hồ có một bộ phận rất lớn các võ giả biết cũng không vậy. Có lúc bọn họ nhận một người đệ tử nhưng lại cũng ngạc nhiên phát hiện mình sẽ không dạy dỗ gì đối phương. Chuyện vui cứ vậy mà lớn dần. Sau một tháng, Tô Tính cũng cho người theo dõi đám bách lý thị. Tuy nhiên, những người này dường như sau một lần ăn trái đắng trước mặt Tô Tính thì giống như là bỏ qua luôn vậy cũng không đến gây chuyện nữa mà một tháng này thủ hạ của tô tín bất kể là tây bắc quân hay là ám vệ cũng đều bắt đầu có quy mô hơn đồng thời tô tín cũng cho người thay phiên nhau dẫn một tiểu đội ám vệ cùng cường giả trong tây bắc quân đến lương châu đạo lịch luyện một phen thực lực của võ giả cũng không phải chỉ cần đóng cửa tu luyện là thành đặc biệt thực lực của tô tín bây giờ đều có được từ những lần tử chiến thế nên hắn cũng rất coi trọng thực chiến Lương Châu Đạo gần Tây Bắc Đạo. Hơn nữa tốt xấu lẫn lộn. Là nơi hỗn loạn nhất. Trong đó, kẻ hung ác tàn bạo nhiều vô số. Rèn luyện sức mạnh thủ hạ ở nơi như thế, nhất định sẽ có thương vong nhưng cũng là nơi rèn luyện thực lực võ giả được nhất. Đại ngộ của tô tính cho thủ hạ thậm chí còn cao hơn lục phiến môn một nước. Nếu nhận đại ngộ cao như vậy thì cũng phải chịu rèn luyện thế kia. Chứ không thì cần ngươi có tác dụng gì đâu nuôi một con sâu ăn bám a. À. Bây giờ, dưới tay Tô Tính là 200.000 Tây Bắc quân, gần 10.000 võ giả ám vệ. Tô Tính tính toán những người này sau khi qua đợt rèn luyện thì ít nhất cũng tổn thất một phần năm. Có điều cũng không sao. Dù sao Tây Bắc đạo đông người, Tô Tính cũng không lo không bổ sung được thực lực. Hơn nữa, sau khi chiếm cứ địa vực của mộ dung thị, Tô Tính có thể bổ sung được tài nguyên tu luyện ở ngay gần bên. Hơn nữa, trong tay hắn còn có các loại tài nguyên tu luyện mà triều đình cho. Có thể nói, bây giờ trong tay Tô Tín rất hào phóng. Tạm thời ở Tây Bắc không có việc gì, Tô Tín liền chuẩn bị bế quan một thời gian. Có điều, lúc này Hoàng Bỉnh Thành đưa cho Tô Tín một cái thiệp mời được dán kín. Lão Đại, đây là thiệp mời Đại Tuyết Sơn gửi cho ngươi. Mời ngươi nửa tháng sau đến Đại Tuyết Sơn dự lễ. Đại Tuyết Sơn mới chọn được bốn vị trưởng lão, chuẩn bị cử hành nghi thức lúc ấy toàn bộ các bộ tộc có danh tiếng ở tây bắc đạo gần như đi hết chuyện mấy vị trưởng lão ở đại tuyết sơn tô tính có biết bởi vì tư tâm quá nặng nên bị trục xuất khỏi đại tuyết sơn gạt khỏi vị trí trưởng lão có điều dù gì bọn họ cũng già hết rồi coi như không có chuyện này thì đoán chừng bọn họ cũng không làm trưởng lão nổi mấy năm nữa thật ra thì với tô tính mà nói bốn người này đúng là tự đâm đầu vào rọ thân là trưởng lão Đại Tuyết Sơn, mặc dù cũng có xuất thân là võ giả từ các bộ tộc Tây Bắc, nhưng bên dạy ngươi một thân võ nghệ là Đại Tuyết Sơn. Quyền lực trong tay các ngươi cũng từ Đại Tuyết Sơn mà ra. Kết quả ngươi lại ăn cây táo rào cây sung, tổn hại đến lợi ích của Đại Tuyết Sơn, lên tiếng thay cho các bộ tộc Tây Bắc. Dù cho đạm đại diệt minh có tốt tính đến đâu cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho bọn họ. Huống chi đừng thấy đạm đại diệt minh luôn rất dững dưng, rất có khí độ tông sư mà lầm. Có thể tu luyện đến chân vũ cảnh lục địa thần tiên thì không có ai là hạng người đơn giản cả. Đạm đài diệt minh này cũng là như vậy. Tô tính cất thiệp mời đi, nói, chúng ta ở Tây Bắc Đạo sớm muộn cũng có ngày phải giao thiệp với Đại Tuyết Sơn. Bây giờ Đại Tuyết Sơn tự mình phái người đến đưa thiệp mời. Chúng ta dĩ nhiên phải nể mặt. Chuẩn bị một phần hậu lễ, nửa tháng sau cùng ta lên Đại Tuyết Sơn dự lễ. Chương 1537, Đại Tuyết Sơn Đại Tuyết Sơn việc Đại Tuyết Sơn tuyển chọn trưởng lão mới là đại sự. Nửa tháng sau, toàn bộ các bộ tộc lớn ở Tây Bắc Đạo nhận được tin đều đến Đại Tuyết Sơn. Tô Tín cũng giống thế. Hiện tại, ở Tây Bắc Đạo, Tô Tín cũng có thể được coi như là nhân vật có tiếng, thậm chí uy thế của hắn chỉ đứng sau Đại Tuyết Sơn. Lần này đến Đại Tuyết Sơn dự lễ, người Tô Tín mang theo cũng không ít. Trừ Lý Phôi và Hoàng Bỉnh Thành, Tô Tính còn dẫn theo ba tên võ giả dương thần cảnh Thái Tam Nguyên, kế vô nguyệt và nhạc đông lưu nữa. Dĩ nhiên, cho dù Tô Tính không dẫn theo đám người Thái Tam Nguyên thì bọn họ cũng phải đến. Dẫu sao thì năm xưa bọn họ cũng từng học nghệ ở Đại Tuyết Sơn, coi như là có tình xưa nghĩa cũ với Đại Tuyết Sơn. Bây giờ Đại Tuyết Sơn cử hành buổi lễ trọng yếu như vậy, bọn họ nhất định phải tới. Hơn nữa, ngoại trừ bọn họ, Tô Tín cũng dẫn theo hơn 10 tên võ giả dung thần cảnh khác. Thậm chí, Thanh Ly cũng bị Tô Tín kéo đi cho đủ số. Dù sao nếu nàng dùng toàn lực ngụy trang thì mọi người cũng chỉ xem nàng là võ giả dung thần cảnh chứ không phải là yêu tộc. Chỉ cần nàng không động thủ với ai thì dù có là đạm đài diệt mình cũng không phát hiện ra. Tô Tín làm như vậy không phải vì phô trương thanh thế mà là muốn tỏ rõ thực lực của mình ở trước mặt các bộ tộc lớn tại Tây Bắc Đạo và Đại Tuyết Sơn dẫu sao, trước mắt Tô Tính hãy còn một nhiệm vụ chính chưa hoàn thành. Muốn trở thành thế lực đứng sau Đại Tuyết Sơn thì ít nhất hắn cũng phải có vốn liếng để Đại Tuyết Sơn coi trọng mới được. Cảnh sắc ở Đại Tuyết Sơn vô cùng xinh đẹp. Ở đó, đỉnh núi phủ tuyết trắng ngần, tự như bầu trời đưa tay là có thể đụng tới vậy. Nơi đây mặc dù là nơi đất đai cằn cỗi, nhưng cũng là nơi có thể rèn luyện ý chí của võ giả nhất. Có thể nói, nếu không phải người có tâm trí bền bỉ thì cũng không thể tu luyện cả đời ở Đại Tuyết Sơn được. Giống như tu kiếm ở kiếm thần Sơn vậy. Gần như cả đời phải sống như tăng lữ khổ hạnh. Đối với thực lực của Đại Tuyết Sơn, Tô Tính cũng có biết. Vào thời kỳ đỉnh phong, thực lực của Đại Tuyết Sơn vô cùng kinh người. Trừ đạm đài diệt minh, võ giả dương thần cảnh ở Đại Tuyết Sơn có đến hơn 10 người. Hơn nữa, hơn 10 người này cũng là võ giả mà Đại Tuyết Sơn đào tạo được chứ không phải giống như Chung Ly Viêm gia nhập Đại Tuyết Sơn lúc đã lỡ cỡ giữa đường. Tuy nhiên, trận đánh giữa mộ dung thị và các bộ tộc lớn ở Tây Bắc Đạo mặc dù không có sự tham dự của Đại Tuyết Sơn nhưng quả thực cũng có ảnh hưởng đến Đại Tuyết Sơn. Võ giả của Đại Tuyết Sơn trừ những tán tu kia thì cũng có những võ giác khác xuất thân từ các bộ tộc Tây Bắc. Lúc đầu, mấy tộc trưởng các bộ tộc như Bách Lý Trường không ai nấy khổ sở cầu khẩn, Cuối cùng cũng cầu được bọn họ xuất thủ. Có điều, một khi những người này rời khỏi Đại Tuyết Sơn thì chứng tỏ từ nay về sau bọn họ không còn có quan hệ gì với Đại Tuyết Sơn nữa. Cho dù bọn họ không chết trong cuộc đại chiến kia thì cũng không còn đường về Đại Tuyết Sơn. Như vậy, ở Đại Tuyết Sơn chỉ còn vừa đúng 10 võ giả dương thần cảnh. Bốn người trong số đó đã già nua. Hơn nữa còn vi phạm quy tắc ở Đại Tuyết Sơn nên bị khai trừ. Trước mắt ở đại tuyết sơn chỉ có sáu võ giả dương thần cảnh đang lúc tráng niên, có sức chiến đấu. Mặc dù nhìn qua thì thấy lực lượng của đại tuyết sơn đã suy yếu cả một nửa so với lúc trước, nhưng kỳ thực, sức mạnh của đại tuyết sơn không có tổn thất gì. Những người rời đại tuyết sơn đều là lựa chọn rời đi. Thế chứng minh trong lòng bọn họ, bọn họ vẫn đặt bộ tộc ở vị trí thứ nhất. Kiểu người như vậy cũng vừa hay cho đại tuyết sơn dọn dẹp sạch dù sao đấy lòng bọn họ cũng không xem mình là người của đại tuyết sơn thì bây giờ có mất đi cũng không đáng tiếc thế nên lần này đại tuyết sơn tính đứa sáu người còn lại trở thành trưởng lão chỉ có điều số người không đủ từ ngày thành lập đại tuyết sơn đã có quy định rằng số trưởng lão phải là số lẻ bởi có như thế thì khi xảy ra bất cứ chuyện gì tranh chấp sẽ không xuất hiện tình huống hai bên bên nào cũng cho là mình đúng thế nên Đại Tuyết Sơn muốn chọn thêm một võ giả dung thần cảnh bên ngoài, cất nhắc thành trưởng lão cùng với sáu vị trưởng lão dương thần cảnh đã được chọn trước đó. Suốt dọc đường đi, tôi tính thấy không ít bộ tộc đến đây dự lễ. Có điều sắc mặt của bọn họ đều có chút khó coi. Cười cũng thấy miễn cưỡng. Hành động chọn lại trưởng lão ở Đại Tuyết Sơn thực ra là nhắm vào bọn họ. Sau này các bộ tộc Tây Bắc này và Đại Tuyết Sơn đã có tranh giới rõ ràng đại tuyết sơn là đại tuyết sơn mà các bộ tộc tây bắc chính là các bộ tộc tây bắc mấy đời sơn chủ trước đạm đài diệt minh đều muốn thoát khỏi các bộ tộc tây bắc để đại tuyết sơn hoàn toàn không tham dự vào phân tranh ở tây bắc nữa mà trở thành thánh địa võ học chân chính có như vậy đại tuyết sơn mới có thể truyền thừa được lâu hơn nữa lúc đầu đại tuyết sơn được hình thành đúng là do các bộ tộc tây bắc liên thủ lại nhưng đến nay Ý nghĩa tồn tại của Đại Tuyết Sơn cũng nên thay đổi rồi. Chương 1538, Đại Tuyết Sơn 2, Đại Tuyết Sơn 2, lần này Đạm Đại Diệt Minh không tham dự vào phân tranh ở Tây Bắc đạo chính là dấu hiệu rõ ràng. Sau này, Đại Tuyết Sơn sẽ không quản việc phân tranh ở Tây Bắc đạo nữa. Đại Tuyết Sơn chỉ là nơi truyền thừa võ đạo đệ tử trong các bộ tộc có thể đến đại tuyết sơn học võ nhưng đừng hòng mượn uy thế của nơi này mà làm sằng làm bậy một người nam nhân trung niên mặc trường bào màu xám bạc đang đứng chờ dưới chân núi đại tuyết sơn trông thấy đoàn xe tô tính đến hắn nên đón chắp tay một cái nói tại hạ là nạp lan dung hải cố ý chờ tô đại nhân ở đây mời tô đại nhân cùng ta lên núi tô tính nhìn người trước mặt ánh mắt không kìm được híp lại một cái Người tên Nạp Lang Dung Hải này cũng có trong tài liệu của Tô Tín. Có điều, thông tin cặn kẽ thì rất mơ hồ. Tô Tín không cách nào đoán được thực lực của đối phương. Tuy nhiên, bây giờ mặt đối mặt nhìn một cái, ít nhất Tô Tín có thể khẳng định đối phương chắc chắn mạnh hơn mộ dung long thư nhiều. Nếu không phải người này hàng năm tìm tu ở Đại Tuyết Sơn không xuất thế, thì danh hiệu cường giả đứng ở vị trí thứ hai toàn Tây Bắc Đạo cũng không đến lượt mộ dung long thư. Tô Tín đáp lễ, nói nạp lan trưởng lão khách khí rồi đôi bên hàng huyên đôi câu nạp lan dung hải liền ngay lập tức dẫn đám người tô tín lên núi tại võ trường chính giữa đài tuyết sơn kháng đài bốn phía đã được dựng xong tô tín được nạp lan dung hải an bài ở chỗ gần chủ vị nhất chỉ ở dưới đạm đài diệt minh mà thôi với thân phận hiện nay của tô tín hắn xứng với cái vị trí này không đến nửa khắc đồng hồ những võ giả ở các bộ tộc khác cũng đến gần đủ Lúc này, một làn gió mát của tới, một lão giả đạp không hạ xuống, từng bước từng bước đi đến vị trí chủ vị. Nhóm người có mặt vội vàng cuối người chào. Nói, tham kiến đạm đại đại nhân. Khác với những người ở đây, tô tính chỉ chấp tay, gọi một tiếng tiền bối mà thôi. Đạm Đài Diệt Minh là chí tôn với những võ giả thuộc các bộ tộc Tây Bắc. Dĩ nhiên bọn họ phải cung kính gọi một tiếng đại nhân. Nhưng Tô Tính là trọng thần triều đình dù có ở trong triều đình đại chu số người được hắn gọi một tiếng đại nhân cũng chỉ có thể đến được trên đầu ngón tay chứ đừng nói gì ở đây thế nên một tiếng gọi tiền bối này của tô tín cũng chẳng qua là gọi từ góc độ lý lịch và thực lực mà thôi dĩ nhiên người khác cũng không nói gì đạm đài diệt minh ho khang một tiếng nói chư vị không cần đa lễ bắt đầu dự lễ thôi chư vị ngồi xuống được rồi nói dứt lời đạm đài diệt minh nhìn tô tín một cái trong ánh mắt không có địch ý hay uy áp gì nhưng lại khiến tô tín cảm thấy một luồng thực lực sâu như vực thẳm, thực lực không lường được. Thực lực của chân vũ cảnh lục địa thần tiên trong truyền thuyết không phải dễ để tô tín có thể suy đoán vào lúc này. Nhưng mỗi một nhân vật đứng hàng thiên bản đều không phải là hạng người đơn giản. Đạm Đài Diệt Minh dĩ nhiên cũng là như vậy. Đạm Đài Diệt Minh là người đứng đầu Đại Tuyết Sơn. Dĩ nhiên hắn không cần chủ trì nghi thức lần này người chủ trì lần này chính là nạp lan dung hải một trong ba tên trưởng lão dương thần cảnh mới được bổ nhiệm là võ giả xuất thân từ một bộ tộc nhỏ ở tây bắc đạo có điều bộ tộc nhỏ đó của hắn gần như đã chẳng còn hy vọng gì thậm chí ở trong tộc cũng chẳng có mấy đệ tử trẻ tuổi có hy vọng tấn thăng lên hóa thần nữa thế nên hắn chẳng khác gì tán tu hai người còn lại vốn cũng là võ giả dương thần cảnh tán tu nếu không phải xảy ra chuyện như kia thì e là vị trí trưởng lão này cũng không đến lượt bọn họ. Dù sao, phần lớn những chức vị ở Đại Tuyết Sơn trước kia đều do các bộ tộc Tây Bắc nắm giữ. Võ giả tán tu khó mà thượng vị được. Trưởng lão sau cùng là một võ giả thoạt nhìn có vẻ tuổi tác đã cao. Người này cũng xuất thân từ bộ tộc nhỏ ở Tây Bắc. Thậm chí bộ tộc của hắn sớm cũng đã tuyệt diệt. Vậy nên mấy năm này hắn tận tụy quản lý tàng kinh các của Đại Tuyết Sơn. Vì bản thân đã già nên chẳng còn hy vọng với dương thần cảnh nữa. Tuy vậy, hắn ở trong tàng kinh các chỉ dạy không ít đệ tử của Đại Tuyết Sơn. Uy danh của hắn trong Đại Tuyết Sơn này là cực cao. Thế nên dù hắn không phải là võ giả dung thần cảnh mạnh nhất trong số các võ giả dung thần cảnh ở Đại Tuyết Sơn, nhưng người khác cũng không có ý kiến gì với việc hắn lên làm trưởng lão. Ngay lúc buổi lễ sắp kết thúc, vị trưởng lão xuất thân từ bộ tộc nhỏ mới được tấn chức tên tư không minh bỗng nhiên đứng ra nói, nghe danh tiếng tô đại nhân chiến lực vô song đã lâu. Hôm nay tại hạ cũng muốn lãnh giáo một phen, không biết tô đại nhân có thể nể mặt dạy bảo hay không. Tư không minh vừa nói xong, sắc mặt nạp lan dung hải nhất thời trầm xuống. Trong buổi lễ không có điều lệ vậy, hiển nhiên tư không minh làm như vậy là ý muốn nhất thời của hắn. Nạp lan dung hải nhìn đám người bách lý trường không? Đoán chừng chuyện này là do bọn họ khích bác. Tư không minh không có thù hằn gì với tô tính. Nhưng bộ tộc nhỏ mà hắn xuất thân lại nằm trong phạm vi thế lực của đám người bách lý trường không? Chương 1539, khiêu chiến khiêu chiến với năng lực của bọn họ, muốn để cho bộ tộc của tư không minh mở miệng cầu hắn ra tay thì không phải là việc gì khó. Dĩ nhiên, hành động này của bách lý thì cũng khiến cho nạp lan dung hải hết sức chán ghét đại tuyết sơn đã gần như thoát khỏi các bộ tộc tây bắc này để tồn tại độc lập thế mà đám người này còn có ý đồ dùng sức ảnh hưởng của mình để quấy nhiễu đại tuyết sơn ở ngay trước mắt đạm đài Diệt minh mà còn dám chơi thủ đoạn này đúng là không biết sống chết mà lúc này tư không minh lại giống như không trông thấy nạp lan dung hải chỉ nhìn thẳng tô tính trong mắt lộ chiến ý tư không minh tự nhiên bước ra khiêu chiến với tô tín nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì bộ tộc sau lưng hắn thỉnh cầu tư không thị của hắn đã hoàn toàn suy sụp sắp không còn ai nối nghiệp nữa lúc này người trong bộ tộc mời hắn ra tay tư không minh không thể cự tuyệt cũng không nở lòng cự tuyệt huống chi từ nhỏ hắn đã ở tại đại tuyết sơn nơi lạnh giá thấu xương này để tìm tu rất ít khi ra ngoài nhưng võ giả thì đều hiếu chiến võ giả cung cấp ở đại tuyết sơn khi xuất thủ cũng chỉ là so tài hắn muốn xem thử một chút mình và tô tín kẻ uy danh hiển hách ở tây bắc đạo dạo gần đây rốt cuộc thua kém nhau thế nào thấy tư không minh ra mặt khiêu chiến sắc mặt đám người bách lý trường không bên dưới không chút thay đổi nhưng trong lòng lại không ngừng cười lạnh nói thật bọn họ cũng chẳng biết rốt cuộc thực lực của tư không minh này ra làm sao bởi đối phương rất ít khi ra khỏi đại tuyết sơn nhưng hôm nay bất kể trận chiến giữa tư không minh và tô tính ai thắng ai thua thì đây cũng không phải là chuyện tốt với tô tính. Tô tính thắng thì đây là đang đánh vào mặt của cả đại tuyết sơn. Dẫu sao, tư không minh là chủ động khiêu chiến. Hơn nữa, trong trường hợp này, tư không minh còn đại điện cho đại tuyết sơn. Với tính cách của đạm đại diệt minh, ác hẳn sẽ không làm chuyện nhắm vào hậu bối như tô tính. Đáng tiếc, không phải ai cũng là đạm đài diệt minh. Những võ giả dương thần cảnh khác ở Đại Tuyết Sơn nhất định ông hận với Tô Tín trong lòng. Đây không phải là vì bọn họ lòng dạ nhỏ mọn, đây chỉ là vấn đề lập trường mà thôi. Giống như nếu thủ hạ của Tô Tín, Lý Phôi, bị người khác đánh bại thì dù Tô Tín có không ra mặt cũng sẽ có người khác đòi lại mặt mũi thay cho Lý Phôi. Mà nếu như Tô Tín bại thì cũng vừa hay. Một lần bại này đủ để Tô Tín mất hết mặt mũi. Lúc này ấn tượng về tô tính với toàn tây bắc đạo là gì đám người bách lý trường không mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng trên thực tế ấn tượng của tô tính để lại cho người tây bắc đạo chỉ có hai chữ đó chính là vô địch từ khi tô tính xuất hiện ở tây bắc đạo cho đến nay hắn đều xuất hiện với tư thế cực kỳ ưu việt riêng việc dùng thực lực dung thần cảnh đối đầu với các cường giả dương thần cảnh đuổi giết hắn còn dám giết ngược lại người ta thực lực bực này đã đến một cảnh giới kinh khủng nhất định sau khi tô tín tấn thăng dương thần cảnh một quyền giết chết thác bạc dư đánh liền một mạch nghiền ép chung ly viêm đến chết cuối cùng ngay cả mộ dung long thư cường giả mạnh thứ hai toàn cõi tây bắc cũng chết trong tay tô tín từ trước đến giờ hành động của tô tín ở tây bắc đạo như là động đất vậy hầu hết võ giả tây bắc đạo đều biết đến hắn nhìn lại tư không minh mặc dù hắn là trưởng lão mới của đại tuyết sơn nhưng bàn về danh tiếng thì hắn kém hơn tô tín bị người có danh tiếng không bằng đánh bại, trên giang hồ cũng sẽ có không ít người nói thực lực của tô tính chẳng qua cũng chỉ đến thế. Coi như là hắn có oai phong ở Tây Bắc Đạo thế mà lại chẳng bằng được một tên võ giả vô danh ở Đại Tuyết Sơn. Mặc dù đồn đại kiểu này tương đương với việc tăng thêm uy thế cho Đại Tuyết Sơn tuy nhiên, Bách Lý Trường không chẳng mảy may để ý đến. Dù sao ở đất Tây Bắc Đạo này, uy thế của Đại Tuyết Sơn quả thực đã quá mạnh cái bọn họ nhắm vào chỉ là tô tín mà thôi cho nên mọi người đều nhìn tô tín muốn xem hắn sẽ trả lời thế nào nạp lan dung hải dù có bất mãn tư không minh tự tiện hành động nhưng dù sao hắn cũng là trưởng lão đại tuyết sơn cho nên cũng không thể tự bác lời người của mình được bởi thế hắn cũng không lên tiếng gì hơn nữa đạm đài việt minh cũng chỉ nhắm mắt giống như không thấy hết thảy trước mắt có điều chưa đợi cho tô tín mở miệng kế vô nguyệt sau lưng hắn liền bước ra cười lạnh nói tư không minh bản lĩnh của ngươi lớn thật đấy mới đột phá dương thần cảnh chưa bao lâu đã muốn đến tìm tô đại nhân gây phiền phức rồi đừng gấp trước hết đấu với ta hai chiêu đã trước kia lúc còn ở đại tuyết sơn ngươi chưa từng thắng được ta đâu kế vô nguyệt bỗng nhiên nhảy ra giải vây cho tô tín chuyện này khiến thái tam nguyên và nhạc đông lưu có hơi sửng sốt chuyện trước mắt quả thực có hơi khó giải quyết với tô tín nhưng Thái Tam Nguyên cũng chỉ là cung phụng thôi, là loại nhận tiền làm việc. Huống chi con người hắn cũng láo cá, lúc nãy dĩ nhiên sẽ không đứng ra.